đâu đâu cô ơi. Thì các bạn ơi, hôm nay mình đang ở nhà thì có cô ở xóm bên, cô ấy gọi mình. Cháu đi đâu mà chưa nắng thế, cô rồi vào đây cô cái. Ra vào, bắt vào. Đây cô đây này, cô vào bố nhặt đồ trong nhà đây này. Về trong chuồng cháu. Trong chuồng á? Thế nào mà cháu đi chưa thế? Đây này. Cháu ơi, đây. Vừa mới đi bắt rắn này. Ôi dồi ôi, cô vừa vào đấy nhưng mà đấy, cô mới nhặt là cháu cô? Cháu bị quả đấy, nó vào cái hang đấy. Ôi dồi ôi, cái chơi chuồng đấy. Ừ, cô vừa vào, cô bên. Cô thấy cái màu gì không cô? Ôi dồi, thấy màu nó màu đen đen cháu, như là rắn hổ mang đấy. Ôi dồi ôi, cháu ơi. Đen đen thì có khi nó còn ôi chứ 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 chứ. Ôi dồi, trong chuồng đấy. Ôi dồi, đấy cô mới nhặt được mấy quả trứng. Ôi dồi, cháu ơi. Đấy, ôi dồi, mày quá gặp cháu đấy, cháu đi đâu mà chưa nắng thế? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, thế không cơm cháo gì chứ? Ừ, bắt rắn mà giờ ăn cơm cô. Ôi dồi ôi, chết, mày quá, đứa nào mà gặp cháu đây. Đấy, cái chuồng rắn ở nhà cô, bốn xung quanh như này, ở trong vườn này, bên nhà kia nhà bác ở cũng vườn rậm. Nhà cô ngoài động vườn rậm, hôm nọ bữa lâu lắm mà cũng có một cái cháu. Đây, cô, phải cô thấy con này không? Thấy, ôi dồi, đúng rồi rồi. Phải thấy con này không? Thấy rồi. Ôi dồi ôi, chết rồi. Ôi cháu bắt cẩn thận đấy, đi ra đi. Bắt cẩn thận, cháu đập chết đi. Đập chết. Đây, ui con này to lắm cô, con này giống như hổ chúa ấy cô. Ôi, lại hổ chúa chứ. Vâng. Rồi bữa nào cũng có cái cháu nó làm nó là vào đấy, nó ở vườn nhà bác nó rậm, nó đã bắt cho một con rồi đấy. Vâng. Đây để cháu bắt cho. Thế này như là vườn nhà cô là người rậm rạp, cái này như là có ổ rắn đấy. Vâng, nhà ngoài đồng này mà chuồng gà chuồng qué hay có rắn của. Đấy nó ở đồng nó mới. Để nó lôi nó ra này. Bữa cũng có cái cháu nó bắt cho một con rồi. Ui dồi ôi, hôm nay thế này cũng chết cũng chết. Ui dồi, con rắn này to này. Đấy. Cô mới nhặt được mấy quả trứng thế này. Ôi kìa. Ôi may quá gặp cháu ở đây. Ôi dồi ôi, con rắn to này. Cháu. Ôi con rắn này phải tầm 4-5 cân cơ. Đấy. May quá gặp cháu, thế nào mà chưa nắng thế này mà lì. Ôi may nha cô. Vượt trên không dặm, vượt trên chưa. Ôi là may nha, rắn rết này là nó ấy đấy, nó nguy hiểm lắm ấy. Cái nhà bên nhà chú nó cũng vườn rậm rạp mà lại có cái đống ngoái đằng sau. Vâng. Hôm trước cũng có cái thằng cháu nó bắt cho nhà cô một con rồi, bây giờ hôm nay lại cô vào và nhặt được mấy quả trứng. Nó lại vào lần thế này. Ôi chết, có ổ rắn rồi. Bữa trước có cái cháu nó bảo là nhà cô rậm thế này, nhà cô thế này là cháu thấy như là có cả rắn con thế này. Ôi thế nhà cô phải ấy đi, cô phải dòng nhiều xả vào nó mới đỡ rắn vào vườn. Con này to này. Đấy, nó ở cái đống ngoái hết chưa? Cái con này đằng sau nhà chú. Con này đang có bầu cô ạ. Đấy. Con này đang có bầu, nó sắp đẻ ăn rồi. Cái cháu nó bảo là bà là nhà cô quá ổ rắn ở đây này, cháu nhìn thấy một cái rắn con. Ôi giời, thế nó ở đống ngoái đằng sau rồi. Con rắn này mà bán được mấy triệu. Nguy hiểm quá cháu ơi. Con cháu đập chết đi, đập chết đi. Thôi để cháu bắt sống cô ạ. Đập đi. Cho bắt sống. Ui khiếp. Này quá. Ôi giời. Đấy. Để cho bắt sống về tí cháu bắt cháu mang vào cháu ngâm rượu. Có bán được không? Bán được cô ạ. Con này chắc được độ đôi 3 triệu cô ạ. Đây nha các bạn nha, các bạn nhìn này, đây là một con hổ mang, một con hổ đất cực kỳ to luôn nha các bạn nha. Đây các bạn thấy không? Đấy, hôm nay là mình ra nhà cô này mình đi bắt rắn thì cô ấy gọi vào. Đấy. Bữa nào vừa cùng các cháu cũng có một con nhưng mà nó bé thôi. Này thế này mà nó chui trong ngoái ra thế này thì đúng là thật, nhà cô thấy có ổ rắn thật. Cái cháu kia nó nói thì cô không có tin. Mà làm gì có ổ rắn. Thế mà nhưng mà cháu thấy có cả rắn con ở đây. Cái mùa này là cái mùa rắn đấy cô ạ. Thế là có đông ngoái. Rắn chửa, rắn đẻ nên là nó nhiều rắn con. Đông ngoái nó to quá, thế là cô không muốn rõ ra. Vâng. Đây. Nhà cô phải dòng nhiều xả với những cái bụi cỏ bụi rậm các thứ, cô phải bắt bớt đi. Đấy. Bữa nọ hôm cô đào móng làm nhà cũng có cái anh máy xúc, anh ấy cũng có đồ con đồ 7-8 lạng ấy. Cũng bắt được à cô? Bắt được. Máy xúc chết hả cô? Đấy, thế là thế nào mà lại nhiều rắn thế này không biết đâu, chết đồng. Nó chui những cái đông ngoái, những vườn bụi bốn xung quanh thế này đằng thì mương máng nhà cô gần đồng. Con này nó sắp đẻ nhưng mà nó khỏe lắm, nó dữ lắm. Đấy. Đây này. Vì nó xuống mà nó không xuống là không được bắt. Đây nha các bạn ơi, các bạn bây giờ nếu như mà mình chia sẻ với các bạn này, nếu như mà các bạn bắt rắn mà các bạn con rắn mà nó như mà nó không ấy như này ấy, là các bạn phải ấy ra. Ôi giời, thế là may quá. Nếu mà đặt cháu đèn này mà nó không chịu là các bạn phải thì các bạn phải ấy. Phải bỏ ra. Tại vì nếu nó không chịu được các bạn đè đầu nó sẽ gồng lên rất là mạnh, nó sẽ cắn ấy. Thế là như là bụng nó to như là ăn mấy quả trứng rồi sao ấy, đây này. Không biết nó hay ăn là trứng. Gà con ấy. Hay là nó ăn trứng thì ăn đấy nhà cô.
cá con thì cứ thế mất dần thế này. Vâng, cái con này chắc là ấy rồi. Chắc là. Ấy, còn cái phục ấy là có khi nó còn ăn cả cả gà ấy. Vâng. Thành ra là cả con cứ thế mất dần. Đấy, nó vẫn còn giữ lắm, nó chưa chịu đâu. Nó chưa chịu là mình không có gà bao giờ được trọn vẹn đâu. Chỉ được 2-3 con lớn theo chục con. Thế nó vào nó ăn gà nhà cô rồi, con này phải khổ mang. Con này phải là không biết bao năm rồi, cái con rắn này nó dài đấy, phải mấy đấy. Kìa, thế là chắc nó ở đúng ngoái kìa. Đúng ngoái to quá mà cô, chết lâu lắm rồi. Lại vườn này chú nó rậm rạp thế kia. Vâng. Sợ thật. Thế là từ bữa nọ rồi nhà cô đã bắt được 3 con rồi đấy. 3 con rồi cô. Không có cái cháu nó cũng bắt ra một con, còn rắn bé tí tí thì. Đấy. Cháu ơi, cẩn thận đấy cháu ạ. Vâng. Nói chung cái này bọn cháu bắt bọn cháu phải cẩn thận, nó là nghề của cháu rồi. Cẩn thận đấy. Quá ngồi gì ngồi rồi. Đây các bạn nhé, đây mình bắt được rồi. Đây các bạn này, đây là một con rắn hổ mang đại cụ khổng lồ luôn. Đấy. Mày quá của cái cháu này nó đi chưa đến này. Một con này nó phải to bụng chân các bạn, con này nó phải 4-5 con. Ui nó ăn cái gì, ăn gà ăn gì nhà cô này. Rồi. Thế cô ăn thôi, cháu ấy bắt cho túi sao cô ăn cơm mày, con cơm đi. Ôi cháu xin cô cốc nước rồi. Ôi, con này phải chết. Con này phải 4-5 cân cơ. Chết không chứ lì. Đây. Cô cho cháu xin con rắn này về cô nhá. Đấy. Mày quá. Con này nó vừa ăn gà nhà cô xong rồi bụng to. Nó vừa ăn gà nhà cô xong bụng to đùng này. Chết rồi chị Lệ, ai lại thế này. Cái nhà cô không? Là nguy hiểm lắm, cái đống rắn kia là nguy hiểm lắm. Đây nành nó này. Chết rồi. Nành. Đấy các bạn thì nó cứ mở một nó cắn ghê. Thế nào mà bữa nào mà hôm nào mà cháu rảnh thì cô rõ cái đống ngoái kia ra xem là còn không để cháu có những cái hang để cháu đào cho cô mới nhá. Vâng vâng, hôm nào. Đấy. Rồi đây các bạn nha, các bạn bắt rắn, cho rắn vào các bạn phải cho như này này. Đấy, cho rắn vào trước. Ừ, cái cháu này nó bắt rắn khéo quá. Cho mình quá. Cầm rắn cầm cái đầu bên ngoài này. Đấy. Rồi các bạn cho nốt người con rắn vào. Khéo đấy, khéo được cẩn thận thì cháu ạ. Nó mới an toàn được. Chứ các bạn mà bắt nó không biết là nó rất là nó dễ ấy luôn. Nó rất là nguy hiểm luôn. Đây các bạn nha, mình ba bạn túm xong các bạn thả ra như này. Đấy, đây là may tôi đi từ sáng chưa được con nào may quá vào nhà cô này, cô ấy lại cho gọi vào bắt được con rắn. Ôi, đây các bạn này. Chết không chứ lì. Con sẽ đi vào con rắn rất cao. Là to. Vâng. Con này nó sống lâu năm lắm rồi ở trong vườn. Thùng này của cháu. Cô rồi. Đây các bạn này, mình đi bắt rắn này. Túi của mình ở trong này chả có gì, toàn xác rắn. Đấy. Mình đi. Đây có những chỗ nào có xác rắn mình phải nhặt mình cất đi. Cái xác rắn này dùng rất là tốt luôn. Các bạn hơ nó lên sau rồi. Mình cô ra cô nhặt chứng mấy lần mít vào nó khỏi ngay. Đấy. Thôi cháu vào cho xin cô cốc nước nhá. Chùa nhà cô nó giáp đồng rồi, nó lại ở ngay bờ mương như này. Vâng. Cô hôm nào cô mà dỡ đông ngói đông gạch kia gọi cháu cho có dám cho bắt cho. Ừ, hôm nào cô dỡ ra thì vào giúp cô nhá. Vâng vâng vâng. Bữa trước đây có cái cháu nó bắt được một con rồi đấy. Thế là vườn nhà cô rậm rạp nhiều lắm. Nhiều lắm thôi. Vâng vâng, cháu xin phép cháu đi cô nhá. Ờ thôi đi nhá. Vâng. Mày quá đấy, ui giời khiếp. Thế nào mà hôm nay lại gặp cái cháu này. Đi nha mày nha. Vâng. Đấy.